Xin chào mọi người nha. Mình vừa mới nhận được một cuộc điện thoại là có người gửi đến cho mình một cái món quà, thì để mình đi ra ngoài mình lấy bạn nha. Cái này không phải là dịch vụ bên bưu điện hoặc là bên bên cái gì bên ngân hàng các bạn nha. Cái này là dịch vụ chuyển thế nào đó mình không biết, để là mình ra gặp anh đó mình hỏi coi. Anh đang đứng ở ngoài đường Gò Môi nè. Mình ghi địa chỉ là 20/3M, nhưng mà cái địa nhà trọ mình nó khó kiếm lắm bạn, nên mình phải đi ra ngoài để đón ảnh. Thật sự là nhà mình nằm ở trong hẻm 48 nè, nhưng mà nó là thuộc địa chỉ 20/3M. Đâu ta? Ừ, anh chào chú đây, chú này. Dạ, chú gọi con mấy cuộc? À, chắc là do điện thoại con nó mất sóng đó chú. Dạ, cho con chích mũi. Nhà trọ này nè, cái nhà trọ con nghĩ quên, để con vô lấy chứng minh nha. Dạ, chú vô giùm con luôn nè. Mình phải lấy chứng minh nhân dân thì mình mới lấy được các bạn nha. Để vô nhà lấy chứng minh. Thôi chú cho con gửi. Ủa chú, con hỏi cái này là dịch vụ nó gửi sao vậy? Của ngân hàng. À, ngân hàng hả? Gửi qua bên ngân hàng chuyển về thôi. À, vậy hả? Thì đó giờ tưởng nó nếu gửi gì là ra ngân hàng lấy trực tiếp chứ. À, cái này trả tiền đem tới nhà. À, là khi mình lấy được, mình là cái người nhận lượt xong rồi bắt đầu là bên kia mới chỉ tiền phải không? Không, nó phải chuyển tiền cho tụi tôi trước chứ. À vậy hả? Dạ. Biết không? Dạ hiểu rồi. Làm sao mà tụi tôi có thể tự nhiên mang tiền tới cho anh được? Dạ. Tức là tiền này tiền chuyển vào trong ngân hàng. Dạ đúng rồi. Chuyển trước rồi bắt đầu mới chuyển. Đúng rồi. Em. Trong ngân hàng cứ theo danh sách ở bên Mỹ đưa về địa chỉ nào thì tiền địa chỉ đó. Mà địa chỉ này là bên Cali gửi về. Đúng. Rồi chú đi rồi các bạn. Đây 100 USD các bạn nhé, của một người. Nó gọi là một người anh mà không biết, mình không biết phải gọi là anh hay là chú nữa, không biết bao nhiêu tuổi nữa, để về mình hỏi lại. Nó anh gửi cho mình 100 USD các bạn ha. À, xin chào tất cả các bạn. À, các bạn ơi, đây là 100 USD nha, mình vừa mới nhận liền đó. Và mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn, thì 100 USD này mình nhận từ một người mới quen, một người phải gọi là chú. Mình nghĩ mình nhớ lại, thì sau khi mình nhớ kỹ lại, mình đọc lại tin nhắn thì mình mới nhớ đây là một người chú chứ không phải là người anh các bạn nha, một người chú. Thì chú này biết mình qua một cái YouTube thôi, biết qua YouTube thì cũng vừa mới nói chuyện nhau được mấy câu thôi mà. Chú chỉ nói chuyện mình được khoảng mấy câu thì chú gửi, thì chú mới nói là chú gửi cho mình 100 USD, và khi nào mình nhận được thì mình báo lại chú ha. Thì bây giờ để mình chia sẻ thông tin sơ của chú cho các bạn nghe. Để mình xem tin nhắn ha, mình đọc cho các bạn về dòng tin nhắn tâm sự của mình chú ha. À, để xem đâu rồi ta. Chú này có tên Facebook là Tôm Trần các bạn ha. Ở bên đó người ta đặt tên theo nước ngoài á. Chú đặt tên là Tôm Trần. Đây, để mình đọc dòng đầu tiên các bạn nghe luôn nè. Là mình với chú chỉ nói chuyện nhau là khoảng 5 câu thôi. Thì chú mới nói với mình là chú gửi tiền cho mình. Để mình đọc dòng đầu tiên nè. Thạch Anh, hàng ngày tôi đều xem cửa hàng ve chai của bạn, mong được tiếp chuyện với bạn nhiều hơn. Ở đây chúng tôi có nhiều phương tiện hơn nhưng các bạn giỏi hơn, mong được làm quen với bạn. Tâm Trần đó, anh này là anh Tâm Trần đó. Anh Tâm Trần mà ảnh đi qua ảnh có cái nick Facebook là Tôm Trần các bạn ha. Đó thì lúc đó là do buổi tối đó nên mình không có trả lời tin nhắn ảnh. Thì trái ngược bạn ở bên Cali là buổi ban ngày, thì mình đây là ban đêm rồi đó. Thì ảnh mới nói thêm một câu nữa: quên giờ này là giờ ngủ của bạn, thành thật xin lỗi. Rồi xong mới sáng hôm sau là lúc là mình dậy á đó, 10 giờ sáng ở bên mình đó, thì ảnh ở bển, không biết là mấy giờ của ảnh bển, thì ảnh nhắn thêm một câu nữa là: hôm nay xem Thạch Anh ve chai, hàng ve chai dường như bạn bị phỏng trong lòng bàn tay. Bên này những phone ve chai tôi rất có cả gỗ, bên Mỹ cứ hơn vài năm người ta đổi phone khác nên phone cũ mà như mới, chứ không ai đem ra sửa cả. Đó. Còn iPhone mình xài nút home trên màn hình nên chưa thấy sửa nút home. Ở Cali già nghèo, người già người nghèo xin phone của chính phủ không trả tiền, mình không hiểu bao nhiêu. Đó. Có lúc nó cho iPhone 4 nhưng không có sim. Rồi anh mới ghi là chờ tin của bạn Tôm Trần đó. Thì mình mới sáng lên mới đọc được cái tin nhắn ảnh, mình trả lời là dạ chào anh trai. Thì lúc đó mình cũng chưa biết là chú bao nhiêu tuổi hết, mình cứ chào anh trai đó. Thì mình mới hỏi là anh là Việt kiều bên Cali à.
Rồi em cũng nghe nói bên nước ngoài phone họ xài một năm là bỏ đi mua cái mới, hư thì bỏ luôn chứ không có sửa. Thì ảnh mới gửi thơ mình thêm một tin nhắn nữa nè. Tôi năm nay 74 rồi, xa nhà từ 1984. Những người trẻ họ ký với hãng iPhone nên vài năm là đổi cái mới. Trước phone cũ họ còn dành cho người khác, sao dường như ít ai xài. 5 năm nay phong trào người nghèo xin phone chính phủ, có người lấy sim bỏ vào phone mình xài, vài tháng họ khai mất xin cái khác. Nói cũ nhưng bên trong có ai biết gì tới đâu. Mình xin phone người làm cho hãng. Mình khúc này mình không hiểu. Đó, từ hồi có phong trào iPhone mình đổi phone nếu có điều kiện. Trẻ đa số xài Samsung nhưng chỉ biết gọi phone thôi. Đó, còn một khúc nữa, anh mở YouTube xem chợ trời Cali, còn chợ trời Ve Chai sao tệ thiệt. Có nghĩa anh nói á, ý anh nói là chợ trời ở bên Cali á là đồ cũ nhưng mà giống như đồ mới, bạn hiểu không? Đó, rồi anh nói là chợ Ve Chai nghĩa là ám chỉ là cái chợ Ve Chai bên Việt Nam mình á, là cái chợ Nhật Tảo á. Sao mà... thì các bạn cũng biết được là cái chợ Nhật Tảo ở bên mình á, thì nói chung là đồ Ve Chai thì nó gọi là nó đúng là đúng chất theo Ve Chai luôn bạn ha. Còn mình có coi một số clip của một số anh làm mà quay ở bên chợ trời Cali á, thì ở bên bản á, đồ mà đồ cũ đồ Ve Chai gần người ta gọi là Ve Chai ở bản á, thì nó giống như đồ mới của mình đây, bạn hiểu không? Đó, giống là mình thường mua những cái hàng bãi Nhật á, mình mua hàng mua nồi cơm điện nè, mua tủ lạnh, mua này nọ của Nhật bán bãi lại á, thì những cái đó là những cái đồ cũ người ta xài rồi á, mà khi mình mua về xài rất là ok luôn bạn. Nên ảnh mới nói là ở bên cái Cali chợ trời nhìn khác, mà bên Việt Nam thì nhìn tệ thiệt, ảnh nói gì đó. Thì mình giả dụ với bạn xem hai cái điện thoại nè, nó hơi chá sáng quá, hơi chá sáng quá. Thì đây là hai cái điện thoại nè, một cái là của một người chị, thì chị lúc trước tặng ở bên Việt Kiều Canada thì gửi về tặng cho mình nè. Thì cái này là ở bển người ta gọi là Ve Chai, người ta bỏ đi, người ta cho mình nè. Mình mới tin luôn bạn, đây là mới 100% luôn á. Đây, do cái màn hình nó chá sáng quá thì mình không thấy được cái màn hình đó. Còn đây là điện thoại mình mua ở Ve Chai Việt Nam, đây mình mua ở Ve Chai Việt Nam đó. Đây, xúc ốc xúc nắp hết trơn nè, nhìn nó rất là tệ, màn hình đồ đốm hết trơn nè. Thì mình cái Ve Chai ở bên mình đúng là Ve Chai luôn các bạn. Rồi ảnh đi ghi câu kết là bạn xem Facebook tôm trần là của tôi, thôi ngủ tiếp vợ cằn nhằn quỳ thức đây thay bạn. Đó, thì lúc đó mình mới trả lời thêm một câu là dạ anh ngủ đi nhé, bên anh ban đêm thì bên em ban ngày. Rồi cái hôm sau cái ảnh trả lời mình nè, thạch anh cho địa chỉ tên thật số điện thoại. Rồi thì lúc đó thì mình có ý tưởng ý nghĩ trong đầu là chắc là ảnh muốn gửi cho mình một hai cái điện thoại cũ ở bên đó đó, thì mình chỉ nghĩ là vậy thôi. Thì mình nghĩ là mình mới cho ảnh địa chỉ, cho ảnh thông tin này nọ. Rồi ảnh mới ghi một câu nữa, anh nói anh có gửi cho bạn 100, thật anh có gửi cho bạn 100 USD, hôm nay khi nhận được thì nhắn cho anh biết. Đó, đó. Thì chú này là chú Tâm Trần, năm nay 74 tuổi và phải chú đã xa quê hương từ năm 1984 rồi các bạn ha, 1984, hôm nay 97, chú 70 mấy tuổi rồi. Nãy giờ mình cứ lèo lưỡi mình quên vài, phải là xưng chú chứ không hay là xưng anh các bạn ha. Đó, thì đây là một người xa xứ, một người Việt Kiều xa xứ, họ nhớ về quê hương đó, họ xem video của mình, họ nhớ quê hương này nọ. Thì chú có ủng hộ cho mình 100 USD, nhưng mà chú không có nói lý do gì cả. Chú không có nói lý do là chú tặng cho mình để làm cái gì hoặc là gì hết. Chú chỉ nói là chú gửi cho mình 100 USD, nhưng không có nói lý do là tài trợ cho mình hoặc là cái gì đó. Thì mình cũng phân vân, cho nên mình nói chung mình cũng không phải là nghèo khó gì đó, cho nên mình nghĩ là nếu mình sẽ hỏi ý kiến ảnh là nếu như không có gì thì mình sẽ xin phép ảnh là mình sử dụng 100 USD này á. Mình sẽ dùng 100 USD này, mình sẽ đi đổi ra, mình quy đổi tiền Việt là mình sẽ đóng góp cho người nghèo các bạn ha. Đó, mình sẽ đóng góp cho người nghèo, những cái người mà nhặt ve chai hoặc là bán vé số gì đó ở trên ở trên khu vực quận 4 có cái cầu ông Lãnh đó bạn, có cầu ông Lãnh đó, bạn nào thường xuyên đi ngang cầu ông Lãnh thì sẽ biết. Thì ở khu vực đó có rất là nhiều cái người nghèo ăn xin này nọ, ban đêm ta ngủ đó đó. Thì nếu mà có sự đồng ý của ảnh thì mình sẽ đóng góp cái phần này để mình trao cho những người nghèo khổ đó các bạn ha. Tại vì mình làm YouTube thì thực sự mình đã có tiền rồi. Thì nếu mà ảnh ủng hộ cho mình thì mình rất, chú ủng hộ cho mình thì mình rất là cảm ơn chú. Nhưng mà mình sẽ xin phép chú là thế nào đó, nếu được sự đồng ý của chú thì mình sẽ đi làm từ thiện các bạn nha. Thì hôm nay mình xin kết thúc video đây. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và cuối cùng thì mình xin, em xin
con xin cảm ơn chú Tâm Trần đã gửi cho con 100 USD này. Cảm ơn chú rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Thank you.